Trước hết thì tôi dâng lời tạ ơn Chúa và chào mừng hết thảy quý ông bà anh chị em. Năm mới, thành công mới, phước hạnh mới. Amen các bạn. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm ở đông trong đầu năm mới đó là gì? Thay cũ đổi mới. Quý vị, câu kinh thánh mà người cầu nguyện như lời cầu nguyện luôn luôn nhắc đến đó là gì ạ? Vậy ai ở trong đấng Christ này là điều được dựng nên mới hết. Nấy là điều dựng nên mới. Và câu kinh thánh này chúng ta nghe nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Người cũ, người mới thì cũng thuộc câu kinh thánh này hết. Nhưng mà quan trọng nhất là có mới hay là chưa. Amen không ạ? Amen không ạ? Năm này rồi qua năm khác, Tết này rồi tới Tết nọ rồi cứ khởi đầu mới thì nhắc đến đổi mới. Nhưng mà chúng ta có đổi mới thật hay là chưa? Cho nên bài học ngày hôm nay đầu năm mới tôi và quý ông bà chị em cùng nhau học để cùng nhau được biến đổi. Học để biến đổi mà chính cho đời sống tôi nữa, xem tôi có còn cũ điều gì không. Và khi mà tôi và quý ông bà anh chị em chưa được đổi mới thì chúng ta sẽ làm sao để được đổi mới. Đó là quan trọng nhất. Thay cũ đổi mới, đó là chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng học. Thi Thiên 51 câu 10, đó là câu gốc ngày hôm nay chúng ta cùng học. Thi Thiên 51 câu 10, mời tất cả chúng ta đứng lên, chúng ta cùng đọc câu gốc ngày hôm nay. Chúng ta chuẩn bị chưa? Chúng ta nhìn ở trên màn hình để cho nó nhanh. Chúng ta bắt đầu. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Một lần nữa. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Amen. Và Thánh cùng ngồi. Ở đây tác giả Thi Thiên gào lên, người viết Thi Thiên gào lên là Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên ở trong tôi một lòng trong sạch. Quý vị, lòng trong sạch, lòng là lòng chúng ta. Nhưng mà tại sao người ta gào lên hãy dựng nên ở trong con một tấm lòng trong sạch? Thưa quý vị, nếu chúng ta muốn thay đổi một con người, trước hết chúng ta phải thay đổi từ bên trong quý vị. Quý vị có đồng ý điều này không ạ? Chúng ta thay đổi từ bên trong trước và sau đó bên ngoài chúng ta tự nhiên sẽ thay đổi theo. Nhiều người cố gắng thay đổi từ bên ngoài trước. Một thời gian nào đó họ sẽ bỏ cuộc vì thần cũ ở trong lòng họ vẫn còn. Một lát nữa chúng ta sẽ biết thần cũ là ai và thần mới là ai và cách nào để năm mới 2021 này chúng ta được biến đổi hoàn toàn. Nếu chúng ta biến đổi từ bên ngoài thì bên trong nó vẫn còn y. Nhưng mà chúng ta biến đổi từ bên trong thì bên ngoài nó phải biến đổi theo. Quý vị, khi mà tôi chưa gặp Chúa, tôi là người vô tính, uống rượu, hút thuốc và mọi điều gì ở trên thế gian này tôi làm được hết. Nhưng mà từ khi thần linh của Chúa ngự trị bên trong tôi mới được biến đổi hoàn toàn. Từ khi mà trong lòng tôi đã biến đổi, cho dù có vài năm tôi còn ở lại quỹ ban vì chưa có người thế quý vị, nhưng mà thật sự bên trong tôi đã biến đổi rồi. Từ từ lộ ra từ bên ngoài. Tôi biến đổi bên trong, bề ngoài tôi biến đổi. Từ bề trong tôi ra đến bề ngoài. Và từ bề ngoài có nghĩa là nhân cách, đạo đức và tính cách sống. Một phẩm hạnh được thay đổi thì những người ở lân cận nhà tôi được thay đổi hết. Amen, câu hỏi thánh. Cho nên thay đổi từ bên trong nó một thế mạnh. Thay đổi từ bên trong nó mà là chắc chắn. Thay đổi bên ngoài nhiều người thay đổi lắm rồi quý vị. Họ thay đổi từ lời nói. Họ thay đổi từ cách ăn, cách mặc. Họ thay đổi từ văn hóa, từ giao tiếp. Đủ mọi cách hết. Nhưng chúng ta thấy tốt đẹp một vài năm thôi thì từ từ người ta sẽ ngã lại. Với một chứng bệnh là gì? U như kỹ và vẫn y như cũ. Một thời gian người ta ngã lại như cũ rồi, điều gì xảy ra nữa? Người ta trở về thế gian. Trở về thế gian. Thậm chí có những nhân sự đắc lực, những nhân sự đầy tiềm năng, nhưng vì cớ bên trong chưa thay đổi. Có những người tôi nhìn thấy được khi tôi về hội thánh này. Tôi nói với những người thân tôi, nói tới người đó chỉ bên ngoài thôi, nhưng mà bên trong chẳng có thần linh của Đức Chúa Trời đâu. Và điều đó đã xảy ra.
Có nhiều người giống như là yêu mến Chúa, khao khát Chúa, có thể bỏ xứ mình đi, bỏ cha mình, bỏ gia đình, bỏ tất cả ruộng vườn để đi theo Chúa, để học tập. Mới 1-2 năm đầu, chúng ta tưởng rằng người đó yêu mến Chúa, chúng ta tưởng rằng người đó còn lại bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu thời gian sống của cuộc đời mình dâng hết cho Chúa. Nhưng mà không phải vậy quý vị. Và trong một hoàn cảnh nào đó, họ sẵn sàng họ bỏ Chúa. Bé bị kẹt tay. Trở lại bài học ngày hôm nay, nhiều nhân sự, nhiều người hầu việc Chúa và dân sự Chúa nữa, mới đầu chúng ta thấy rất là mạnh mẽ. Người ta có thể hướng dẫn một buổi nhóm rất là tuyệt vời, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy được họ kết quả bên ngoài mà thôi. Và trong một lần cám dỗ nào, ở trong một nan đề nào đó, thì lập tức họ trở về con người cũ. Những năng lực, những cái điều mà họ làm, họ nói toàn là bằng miệng bên ngoài thôi. Vì thần cũ của họ vẫn còn tể trị ở bên trong đó quý vị. Amen không Hội Thánh? Amen không ạ? Thần cũ họ còn tể trị bên trong, cho nên họ cố gắng đổi bên ngoài, bên trong vẫn còn y. Theo một tôn giáo cũng vậy đó quý vị. Theo một tôn giáo không giúp biến đổi một con người, quý vị tin không ạ? Nhiều tôn giáo lập ra lắm quý vị. Nhiều tôn giáo ở trên thế gian này, hàng trăm hàng ngàn tôn giáo lập ra, nhưng mà những cái nơi cai nghiện, những chỗ mà quản lý tội phạm, tội nhân càng ngày càng chật. Vì tất cả tôn giáo nó không giúp được một người được đổi mới. Kể cả những người tin lành nữa quý vị, nói nhỏ nghe, những người tin lành mà không theo thật thì họ cũng không được biến đổi đâu. Amen không Hội Thánh? Nói nhỏ nhỏ nghe. Cho nên thay đổi là thay đổi từ tấm lòng của chúng ta. Thi Thiên 44 câu 21 đã cho chúng ta biết Đức Chúa Trời ơi há sẽ chẳng hỏi tra sao, vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Tôi nhắc lại, Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi tra sao, vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Có nghĩa là Đức Chúa Trời không cần hỏi tra xét ai hết, nhưng mắt của Ngài sẽ nhìn thấu tận đáy lòng của chúng ta. Chúng ta nghĩ như thế nào, chúng ta sống như thế nào, không thể nào qua mắt được Đức Chúa Trời hết. Amen không Hội Thánh? Và trong lòng hết sức là quan trọng. Mát đoạn 7 câu 21 câu 20, đến 23 Kinh Thánh chép như thế này: vì thật là tự trong tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng, hết thảy những điều xấu ấy ra từ lòng thì làm cho người dơ dãi. Tất cả những điều mà chúng ta đọc, những điều tiêu cực đó ra từ tấm lòng của một con người. Từ tấm lòng ra một ý tưởng, và ý tưởng đó biến thành một hành động. Cho nên Chúa Ngài chăm nhìn bên trong của chúng ta, đó là tấm lòng chúng ta. Vấn đề mà chúng ta đối diện, nó không phải là những cái điều mà chúng ta làm hoặc là những cái biểu hiện bên ngoài, có nghĩa là hình thức bên ngoài, nhưng mà cái điều mà chúng ta trăn trở, cái nan đề lớn đó là nội bộ của chúng ta, có nghĩa là nội tâm của chúng ta, tấm lòng của chúng ta quý vị. Nếu mà người nào trong lòng chưa được biến đổi thì họ sẽ sống không tốt được. Chúng ta xem Roma đoạn 10 câu 9 đến câu 13 Kinh Thánh chép như thế này: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng. Chúng ta lưu ý chỗ lòng ngươi tin rằng. Nếu chúng ta tin rằng, hàng ngàn hàng triệu người tin Chúa nhưng đậu lợi không bao nhiêu đâu. Vì lòng tin rằng, lòng tin hay là không tin, tin nhưng mà tin như thế nào. Một người bước lên phía trước này tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, Kinh Thánh chép rằng người đã được cứu rồi. Nhưng mà tin bằng bề ngoài hay là trong lòng mới là quan trọng. Amen không ạ? Amen không ạ? Vậy miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng. Một lần nữa Kinh Thánh nhắc
Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Tin trong lòng mà được công bình là như thế nào? Tin trong lòng có nghĩa là trong lòng đã xác quyết, tin chắc chắn rằng Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết thay trên thập tự giá, và bao nhiêu tội lỗi của mình Chúa đã gánh thay. Tin một cách xác quyết thì chúng ta sẽ được sự cứu rỗi. Amen không hội thánh? Kinh câu 11 và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ gì ạ? Sẽ chẳng bị hổ thẹn. Kẻ nào tin Ngài có nghĩa là tin thật thì không bao giờ bị hổ thẹn quý vị. Có nhiều cơ đốc nhân vẫn còn bị hổ thẹn, bị người ta dèm chê đời sống đạo đức phẩm hạnh không có đúng với những gì mà Chúa muốn. Ở đây tôi không có đoán xét ai, nhưng mà chúng ta ở đầu năm mới, chính tôi cũng phải học bài học này nữa, để luôn cẩn thận, luôn sống cho tốt, tốt từ bên trong, tốt ra bên ngoài, để biểu lộ sự vinh quang của Chúa cho những người xung quanh mình. Amen không hội thánh? Chúng ta xem thần nào còn ở trong một con người để rồi con người đó không biến đổi được. Chúng ta bắt đầu đến thần cũ. Thần cũ là ai? Thần cũ là gì? Chúng ta xem Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 5, chúng ta sẽ biết những người mà chưa được biến đổi từ bên trong là ai cai trị họ. Kinh Thánh chép như thế này: còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động ở trong các con bạn nghịch. Tức là thần đang gì ạ? Đang hành động đối với những đứa con bạn nghịch. Bạn nghịch là gì? Có những đứa con không vâng lời. Tất cả chúng ta sống ở trên đất này, trai, gái, già, trẻ, mới ra đời cũng thế. Và có Chúa hay là không có Chúa cũng thế. Tất cả đều là con của Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Vì Ngài là đấng tạo hóa. Nhưng mà chúng ta là những người đã trở về, đã thuận phục cha mình, đã vâng lời cha mình và sống làm theo ý muốn cha mình. Con bạn nghịch có nghĩa là vẫn còn ở bên ngoài, vẫn còn sống ngược lại với ý muốn của cha mình. Và chính là thần cũ đó là ma quỷ, nó cai trị đời sống của mình. Ma quỷ vẫn còn ở trong lòng mình thì không thể nào chúng ta sống tốt được. Amen không hội thánh? Amen không ạ? Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số đó. Có ai không từng ở trong số đó đưa tay tôi xem. Tôi nói nếu nghe lại 97 rồi. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Tôi mới hỏi rằng có ai không từng ở trong số ấy, có nghĩa là từng sống theo thần của những đứa con bạn nghịch đó, đời sống cũ đấy. Tất cả chúng ta, kể cả tôi nữa, ai cũng ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, hiểu chưa? Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng của chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ. Tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Đang khi chúng ta chết vì tội mình là như thế nào? Có nghĩa là luật pháp của Chúa ban ra, phạm tội thì phải chết. Đang lúc chúng ta phải chết vì tội lỗi thì Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết thay và gánh tội cho chúng ta. Amen không hội thánh? Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 2 Kinh Thánh chép một điều quý giá cho chúng ta như thế này: vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt có mấy kẻ bội đạo mà theo các thần lừa dối. Lúc nãy thì thần của các bạn nghịch đúng không? Bây giờ là thần lừa dối cũng một mình hắn đấy, là ma quỷ đó quý vị. Và đạo lý của quỷ dữ bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm. Lương tâm gì ạ? Đã lì, có nghĩa là đã chai lì. Bởi vì khi mà chúng ta phạm nhiều tội lỗi và chúng ta không kịp ăn năn để
tội này hết đến tội kia. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Christ chết thay tội lỗi cho chúng ta một lần là đủ cả đấy. Quyết quyền năng của Chúa Giêsu Christ rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Nhưng hãy lưu ý một điều, chúng ta phạm tội thì chúng ta phải hết lòng ăn năn, thì quyết của Chúa Giêsu Christ mới tiếp tục ứng nghiệm trên đời sống và chức vụ chúng ta. Amen không hỏi thánh? Amen không ạ? À? Tết nhắc về tội thấy buồn hiểu à? Quý vị ơi, đây là cái điều để mà chúng ta đắc thắng ở năm mới. Chúng ta dám nhận diện kẻ thù chúng ta là ai. Chúng ta dám nhận diện tình trạng chúng ta như thế nào để năm mới chúng ta đắc thắng nữa. Chứ không phải cứ năm nào cũng mới, mới mọi sự đều trở nên mới. Cuối năm thì nó cũng nhèm. Rồi, câu gốc mà chúng ta đã đọc. Bắt đầu Chúa sẽ hành động trên những cái lời mà nếu chúng ta cảm nhận được thần cũ còn ở trong lòng chúng ta, còn đang cai trị chúng ta để rồi chúng ta thất bại mãi, chúng ta vẫn cũ hoài. Thi Thiên 51 câu 10 mà chúng ta đã đọc rồi đó. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên ở trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi thần linh ngay thẳng. Ở đầu năm mới này, tôi nhắc lại câu gốc mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học. Nếu chúng ta cảm thấy thần ấy là hiểu rồi, còn ở trong lòng chúng ta nó thần cũ, với cái thần là tà thần đó, làm cho chúng ta không đổi mới được, không đổi mới được cách sống, không đổi mới được cách nghĩ và cách làm, thì chúng ta biết thần nào ở trong lòng chúng ta. Chúng ta cầu nguyện theo câu gốc và Đức Chúa Trời ơi, hãy dựng nên con một gì ạ, một lòng trong sạch và làm cho con mới lại ở trong tôi một thần linh ngay thẳng. Ê-xê-chiên đoạn 36 từ câu 26 đến câu 31, chúng ta sẽ nghe nói về thần mới và thần cũ như thế nào. Bắt đầu từ câu 26, Kinh Thánh chép như thế này: ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi rồi gì nữa, và đặt thần mới ở trong lòng các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta ngưng ở chỗ lòng bằng đá và lòng bằng thịt là như thế nào. Tại sao lòng bằng đá, đá vững chắc, đá quý mà tại sao lại thay lòng bằng thịt vào? Mới đầu tôi đọc câu Kinh Thánh này tôi không hiểu quý vị. Tôi nghe nói lòng bằng thịt chắc là dở hơn lòng bằng đá. Có ai từng nghĩ như tôi không? Mới đầu tôi khi mới học Kinh Thánh tôi nói tại sao Chúa thay lòng bằng đá, đá là nói đến sự chắc chắn, đá nói đến sự vững nền, mà tại sao Chúa thay cái lòng bằng đá ra để thay vào lòng bằng thịt? Lòng bằng đá là lòng đã bị chai lì rồi quý vị. Lòng chai lì vì tội lỗi đó quý vị. Tội lỗi nhiều lần quá, và mỗi lần như vậy chúng ta không biết ăn năn, và khi nếu là chúng ta là một cơ đốc nhân, chúng ta sai phạm điều gì đó, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách chúng ta, nhưng chúng ta phớt lờ từ ngày này qua ngày khác, lòng chúng ta sẽ bị chai lì. Amen con hồi thánh. Chúa đặt lòng bằng thịt là gì ạ? À? Đặt lòng bằng thịt, lòng mới bằng thịt có nghĩa là tấm lòng chúng ta cảm biết được tội lỗi, cảm nhận được Đức Thánh Linh, cảm nhận được sự dẫn dắt của Chúa, và chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta sẽ được phước từ bên trong cho đến bên ngoài. Amen không ạ? À? Lòng bằng thịt là như vậy quý vị. Lòng bằng thịt là lòng còn cảm biết được, lòng còn cảm giác, cảm nhận được, cảm xúc được. Không phải là lòng chai lì nữa. Câu 27, ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi sự ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tốt lên, khiến cho dân nảy nở thêm nhiều, và không dán cho các ngươi một sự đói kém nào. Ta sẽ thêm nhiều trái cây và hoa lợi của đồng ruộng, hầu cho các ngươi không vì đói kém chịu sự xấu hổ ở giữa các nước. Bây giờ các ngươi sẽ nhớ lại đường lối xấu xa của mình và việc làm của mình là không tốt. Chính các ngươi sẽ tự gớm ghét mình vì cớ tội lỗi và những sự gớm ghiếc của các ngươi. Khi Chúa Ngài đặt tấm lòng bằng thịt có nghĩa là một tấm lòng mới, một
Một tấm lòng còn cảm nhận được tình yêu thương của Chúa, cảm nhận được tội lỗi, cảm nhận và hiểu biết như thế nào để ăn năn, thì Chúa ngài ban phước, lúa mì tốt lên, có nghĩa là tất cả những điều mà chúng ta làm sẽ được phước. Amen, con hỏi tên. Chúng ta trồng trọt cũng được phước nữa. Và câu 31 nói rằng, Kinh Thánh chép rõ ràng là chúng ta sẽ nhớ lại những điều chúng ta làm là sai trật. Khi mà thần của Chúa ngự trị trong lòng chúng ta thì chúng ta sẽ cảm biết được tội lỗi mình. Rồi Chúa đặt thần mới là ai ? Giăng 14 câu 16. Giăng 14 câu 16, đây là lời của Chúa Giêsu phán và hứa, và Chúa, chính Chúa đặt thần mới, tức là Đức Thánh Linh đó quý vị. Câu 14, đoạn 14 câu 16 Kinh Thánh chép như thế này: Ta sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Ban cho chúng ta một đấng yên ủi khác. Trong văn đoạn 7 câu 37 đến 39, đây là phân đoạn Kinh Thánh tôi hết sức là thích thú, và tôi luôn sống và tin ở đầu văn đoạn 7 câu 37 đến 39. Chúng ta sẽ chiếu trên màn hình để chúng ta cùng nhau đọc. Giăng đoạn 37 câu 7, câu 37 đến 39, chúng ta bắt đầu đọc. Amen. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Kinh Thánh chép tiếp: Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ ở trong lòng mình. Sông nước hằng sống nói về Đức Thánh Linh đó quý vị. Nếu mà Đức Thánh Linh chiếm ngự ở trong lòng chúng ta thì sự sống của Chúa tuôn chảy ở trong lòng chúng ta và tràn ra bên ngoài nữa. Có chỗ Kinh Thánh chép là tràn và văng ra bên ngoài nữa. Vì sự sống của Chúa mang đến sự vinh hiển cho đời sống mình và những người xung quanh nữa. Kẻ nào tin thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ ở đâu ? Chảy từ ở trong lòng của chúng ta. Khi mà Chúa chưa đặt thần mới, tức là Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, thần cũ ở trong lòng chúng ta, thì trong lòng chúng ta cũng có một mạch nước tuôn chảy nữa. Nhưng mà mạch nước xấu, mạch nước đen, mạch nước hôi thối, nó chảy trong lòng, nó dấy lên những điều xấu xa, tội lỗi, ghen ghét, giận hờn và oán hận nhau. Amen không hội thánh? Amen không ? Ở trong lòng chúng ta cũng có một cái nguồn sông mà lúc trước luôn luôn nằm ở trong lòng chúng ta, chảy quanh năm, đó là cái sông gì mà đen thui ở Sài Gòn. Cũng là sông, mà sông cầu Trà Già đúng không? Phải không? Sông Nhiêu Lộc. Có nghĩa là cũng có dòng sông chảy, nhưng mà chảy đến đâu thì nó hôi thối đến đó. Và tạ ơn Chúa, khi Chúa thay thần mới, bắt đầu trong lòng chúng ta có một mạch nước ngọt, mạch nước thánh khiết, và chảy trong lòng chúng ta, làm cho chúng ta vui mừng, làm cho chúng ta bày tỏ sự vinh quang của Đức Chúa Trời cho những người lân cận chúng ta. Amen không hội thánh? Amen không ? Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Quý vị, từ khi tôi bắt đầu gặp Chúa, quý vị biết điều gì không? Từ một trạng thái, từ một cái một thái độ quăng Kinh Thánh ra ngoài lộ, thánh giá liền ngoài lộ luôn. Tôi nói mấy người tin lành tối ngày đi nói xạo. Mấy người truyền giáo tới nhà tôi là tôi không tiếp một miếng nước, tôi hứ một cái tôi đi mất đó quý vị. Từ một kẻ vô tính như vậy, nhưng mà khi mà Chúa thay đổi tấm lòng mới của tôi thay đổi hoàn toàn quý vị. Và trong lòng của tôi đấy, thì nó thay đổi từ ở bên trong lòng tôi, là tôi muốn nói những cái điều tốt lành cho người khác. Sáng sớm tôi từ ở thành phố, tôi dám qua Ba Tri, tôi đi với một người anh em đó. Bây giờ người đó đã ngã rồi quý vị. Sáng ngồi cho tới chiều tối để hướng dẫn người ta tiếp nhận Chúa, để rao về phúc âm.
mà lúc đó chưa ra khỏi quỷ ban đó quý vị. Và khi Chúa thay đổi tấm lòng mới tôi mới từ ở trong ra ngoài quý vị, mới từ bên trong, cho nên tôi rất là bền vững, vì thần là Đức Thánh Linh hằng sống đang ở trong tôi, cho nên tôi cũng phải trải qua nhiều hoàn cảnh lắm, nhưng mà tôi vẫn đứng vững vì tôi đã có thần ngự trị ở bên trong tôi. Amen con hội thánh. Cho nên hãy nhớ đừng có kết quả bên ngoài nữa. Kết quả bên ngoài dễ biết lắm, nói nhiều lắm nhưng mà làm thì ít. Nói kinh thánh tới đâu cũng biết hết nhưng mà làm không được câu nào hết. Quý vị thà quý vị biết ít nhưng mà làm được, có nghĩa là biết một câu kinh thánh thôi nhưng mà làm hết một câu cũng là tốt lành rồi quý vị. Nhiều nhiều người biết nhiều quá nhưng mà không làm được bao nhiêu hết. Từ từ rồi dần dần người đó sẽ ngã. Anh em cùng đi với tôi, cùng gặp Chúa một lượt với tôi. Bây giờ tôi đứng đây giảng cùng học kinh thánh quý vị, còn người đó bây giờ bỏ nhóm luôn rồi. Tôi và một sư bủ cùng giảng dạy một đạo lý giống nhau. Có nghĩa là tội lỗi không làm cho chúng ta mất ân điển, tội lỗi không làm cho chúng ta mất sự cứu chuộc, nhưng mà bởi tội lỗi làm chúng ta xa cách Chúa, chúng ta sẽ mất thiên đàng. Amen không ạ? Amen không ạ? Bởi tội lỗi kéo chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa, bởi tội lỗi làm cho chúng ta mặc cảm, tội lỗi không thờ phượng Chúa nữa quý vị, vé cầm trên tay cũng bị mất nữa. Tiếp nhận Chúa là có vé thiên đàng nằm ở trên tay rồi, nhưng mà phải giữ chứ. Chúng ta mua vé rồi nhưng mà không giữ cái vé đó thì làm sao lên xe được? Có khi nào đến lên xe không cần vé không? Nó là tôi mua rồi. Hỏi vé đâu? Tôi mua rồi là được đó. Tới chừng mà đời sống chúng ta cũng vậy. Tôi tiếp nhận Chúa rồi, có vé thiên đàng rồi. Hỏi vé đâu? Tôi mua rồi, có nghĩa là cái bữa đó tôi đã tiếp nhận Chúa rồi. Quý vị ơi, ấn chứng trong lòng mình đến cuối cùng đó là ai à? Ai à? Là Đức Thánh Linh đó quý vị. Nếu chúng ta không có dấu hiệu của Đức Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta thì không đi đâu đâu quý vị. Không được lên thiên đàng. Cho nên Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều hết sức là quan trọng. Ai cũng thuộc lòng hết rồi. Phải lo giữ tấm lòng con trước hết vì là nguồn nước sống tuôn tràn. Tôi đọc trong bản dịch hiện đại cho nó dễ hiểu. Trong bản dịch cũ thì là gì? Hãy giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống ở nơi đó mà ra. Còn bản dịch hiện đại thì nó dễ hiểu hơn. Phải lo giữ tấm lòng con trước hết vì là nguồn nước sống tuôn tràn. Nguồn nước sống tuôn tràn có nghĩa là Đức Thánh Linh đó quý vị. Đức Thánh Linh tể trị trong đời sống chúng ta, sự sống của Chúa tuôn tràn ra. Chúa Ngài luôn luôn hành động từ bên trong chúng ta quý vị. Đồng thời cũng dò xét từ bên trong chúng ta. Người ta thì nhìn bên ngoài nhưng mà Chúa luôn nhìn bên trong. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9 đến câu 10, câu Kinh Thánh rất là quen thuộc. Nhưng mà nghe chẳng vui chút nào. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Này ai nói? Kinh Thánh nói chứ không phải tôi nha. Đừng có nghe tôi nói là lòng người ta, ai ở đây cũng người ta hết. Nói là xấu hơn mọi vật rồi buồn tôi là tội nghiệp tôi nhé. Đây là Kinh Thánh nói. Báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả việc của họ làm. Chúa Ngài dò xét ở trong lòng. Ta là Đức Giê-hô-va dò xét trong trí và thử trong lòng. Sau khi Kinh Thánh đã phần A nói rằng, câu 9 nói rằng lòng người ta là dối trá hơn mọi vật. Qua câu 10, Kinh Thánh chép là ta Đức Giê-hô-va sẽ dò xét trong trí và thử ở trong lòng. Dò xét ở trong trí cũng là không thấy, ở trong lòng cũng không thấy. Có nghĩa là Chúa Ngài kiểm định chúng ta không phải bằng cái việc làm bằng mắt thường thấy được, nhưng mà Chúa Ngài xem tấm lòng chúng ta như thế nào, trí chúng ta nghĩ điều gì, tâm trí chúng ta đang nghĩ điều gì. Nghĩ cơm áo gạo tiền quên Chúa, hay là nghĩ tìm gái đẹp, nghĩ xin lỗi có thanh niên đây nói vậy nó cũng hơi ngại, nhưng mà thật sự có nhiều người đến hội thánh để không có tìm Chúa đâu quý vị.
tìm gái để cưới thôi. Cái đó cũng không có sai gì đâu, nhưng mà chúng ta đừng có quên Chúa được, phải đặt Chúa ở hội thánh chỗ đó. Cái giờ chúng ta đến hội thánh, Chúa là hàng đầu thì vẫn được. Amen không ạ? Amen không ạ? Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi tra sao? Vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Ở trong văn đoạn 2 câu 23 đến 25, chúng ta sẽ xem hai câu kinh thánh này. 23, 45, 3 câu. Chúng ta sẽ biết cái cách mà Chúa nhận định con người như thế nào. Văn đoạn 2 câu 23 đến 25, kinh thánh chép như thế này. Khi Chúa Giê-xu ở Giê-ru-sa-lem dự lễ vừa qua, nhiều người tin Chúa vì thấy các phép lạ Ngài làm. Chúng ta lưu ý chỗ, lúc bây giờ nhiều người tin Chúa lắm vì sao? Thấy phép lạ Ngài làm. Quý vị ơi, tôi đi truyền giáo, đi gầy dựng, đi theo mạng lệnh của Tổng hội. Tôi không mang cái sự chữa lành đi. Tôi không đi đến đâu tôi rao sự chữa lành, quý vị. Tại sao? Không phải tôi không có đức tin đâu, quý vị. Nhưng mà tôi muốn mọi người cần biết một điều, đó là tội lỗi là phải ăn năn để được cứu. Amen không hội thánh? Amen không ạ? Nhưng mà có một lần tôi cùng xuống Cà Mau, tôi không rao giảng về sự chữa lành. Tôi đang rao giảng về tình yêu của Đấng Christ. Tôi đang rao giảng về yêu thì phải làm chứ đừng có nói bằng cái miệng không. Thì ngày đó là ngày tôi cầu nguyện để người què được đi đó quý vị. Người què được đi đó quý vị. Bây giờ clip cũng vẫn còn. Tôi không chú trọng đến sự chữa lành. Không phải là tôi không tin sự chữa lành. Nhưng mà sự chữa lành không làm cho người ta ở trong hội thánh bền vững. Nhưng mà lẽ thật. Và họ biết tình trạng họ là một tội nhân. Họ cần có Chúa. Họ cần thờ phượng Chúa để được cứu và được phước. Thì họ sẽ được bền vững ở trong hội thánh. Mà được bền vững trong hội thánh thì Đức Thánh Linh sẽ cai trị luôn luôn. Và đến khi gặp Chúa họ được một vé thiên đàng. Amen không ạ? Amen không ạ? Câu 24 kinh thánh chép như thế này. Sau khi câu 23 nói là nhiều người tin Chúa vì thấy các phép lạ Ngài làm. Nhưng Chúa Giê-xu không tin cậy họ vì Ngài biết rõ mọi người. Chẳng cần ai nói, Chúa biết hết lòng dạ con người. Quý vị hiểu chưa? Có hiểu chưa? Lúc bây giờ chúng ta nhìn một cái bức tranh rất là tuyệt vời. Nhiều người ùa đến tin Chúa. Mà Chúa không tin. Chúa không tin họ đến để tìm kiếm sự sống đời đời. Mà họ đến để tìm sự chữa lành. Nếu Chúa Giê-xu đi khỏi đó thì họ cũng không có sự sống đời đời. Nhưng Chúa Giê-xu không tin cậy họ. Vì Ngài biết rõ mọi người. Quý vị, khi chúng ta tin Chúa, người trang bày biết và không biết. Nếu mà chúng ta tin thật hay là tin giả. Nhưng mà Chúa có biết không ạ? Chúa biết không ạ? Chúa có biết không? Chúa biết hết. Và khi mà chúng ta tin thật thì chúng ta sẽ sống thật. Chúng ta tin đạo, chúng ta phải theo đạo và chúng ta sống đạo, quý vị dễ nhớ không? Theo đạo, gì? Theo, tin đạo, rồi theo đạo, rồi phải sống đạo. Và Đức Chúa Trời sẽ hành động với đời sống chúng ta. Chúa hay thử, chúng ta cũng không phải thử bên ngoài đâu quý vị. Phục truyền cho chúng ta biết cách Chúa thử như thế nào để chúng ta chuẩn bị đời sống của mình. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 2, Kinh Thánh chép như thế này. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm để hạ ngươi xuống và thử ngươi. Đặng biết điều có ở trong lòng ngươi hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng? Quý vị hiểu chưa? Có hiểu chưa? Chúa muốn đoàn dân của Chúa phải đi ở trong đồng vắng để chịu thử thách. Thứ nhất là họ chưa vâng lời. Nếu mà vào đất hứa liền họ cũng ngã mà thôi. Vào càng sớm họ càng chết sớm. 40 năm ở trong hoang mạc như vậy mà họ cũng chưa kính sợ Đức Chúa Trời nữa quý vị. Và ở nơi đây
bắt đầu Chúa mới thấy được tấm lòng họ yêu mến Chúa, vâng lời Chúa, hay vẫn còn nhớ lại đất Ai Cập, thà là ở nô lệ nhưng mà tự do. Thi Thiên 51 câu 10: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Bước qua năm mới, chúng ta học không có học nhiều đâu quý vị, nhưng mà học những cái điều tôi và quý ông bà anh chị em cần trăn trở để chúng ta sống tốt, sống đổi mới hoàn toàn từ bên trong cho đến bên ngoài. Và chúng ta kêu than lên: Chúa ơi, con cảm thấy thần nào ở trong lòng con không phải là thần, là Đức Thánh Linh rồi. Xin Chúa cất thần đó ra khỏi đời sống con và thay thần của Ngài ở trong lòng của con. Để năm mới này con hoàn toàn thay đổi mới, con được biến đổi từ bên trong cho đến bên ngoài, con kết quả thật sự và con làm sáng danh Chúa trên đất này cho đến lúc con gặp Chúa. Amen không ạ? Chúng ta đứng lên cầu nguyện tạ ơn Chúa và xin năm mới này Chúa thay tấm lòng cũ chúng ta, tấm lòng đã chai đá bằng tấm lòng bằng thịt, có nghĩa là cảm biết được những tội lỗi chúng ta. Khi chúng ta làm điều sai trái gì đó, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách, và lòng bằng thịt có nghĩa là lòng còn cảm biết, chúng ta sẽ biết ăn năn và xin Chúa ban cho chúng ta một thần linh ngay thẳng trong sạch, để rồi năm mới này tất cả tôi, quý ông bà anh chị em và tất cả những người xem trên mạng nữa sẽ có thần mới ngự trị trong lòng, tức là Đức Thánh Linh đầy quyền năng sẽ biến đổi chúng ta từ bên trong cho đến bên ngoài. Amen. Xin cảm ơn tất cả những người ở đây cũng như người theo dõi qua video này. Một năm mới đầy phước hạnh và được biến đổi ở trong ơn lành của Chúa. Xin hết.